bách ra thất một cô xe cộng này đi xe chậm có đi làm thế. Chào cô chú anh chị em và các bạn, làm giường cỏ nó lên, ôi cỏ nó mọc lẹ hai tầng lên cao. Cái này làm đỡ. Trời này là cỏ mọc đầy, nó héo, nắng quá chừng nắng, đất khô cống hết. Đất này là cỏ lên tốt nhất, cây cối nó cũng không có tốt nhiều, nắng thì nắng quá, lạnh thì lạnh cống, cây nó cũng lâu lớn. Hôm nay mình trồng được hai gốc su với mấy cái cây đậu đũa. Mình đào một phỉnh xuống 40 cm, cỏ nó không lên. Đây được dây bí hay gì tự nó mọc, không biết cái dây gì, dây bí hay gì, cái xì thui. Ở Pháp mình nó muốn ăn đồ Việt rồi tự trồng chứ cũng không có bán, kiếm cũng không ai bán. Muốn ăn là tự trồng ăn. Ở Pháp mà ai qua Pháp mà làm biếng là không có ăn. Qua đây là phải làm xiên, cái gì cũng biết làm hết. Bữa vô làm đào một phỉnh một phỉnh. Từ từ chứ trời nắng này mà cháy đầu luôn á. Vô chỉ dắt sáng sớm với dắt chiều, dắt trưa là ra đồng không nổi. Tưới cho nó thấm xuống, nó mềm đất rồi cái mình đào. Trời này nắng cái nó dẻ đất cứng, đào không nổi. Xiên trồng vậy chứ không biết có ăn kịp không. Giờ tháng 8 mà chưa có trái.
Pháp mình ở quê là đất rộng. Ở đây là người ta nuôi bò đồng, thênh thang. Giờ này vô giường ngồi là đầu óc thoải mái và chim hót líu lo. Làm từ từ vậy. Thấy nó thoải mái. Đây là bạc hà, chậu bạc hà để xuống đất. Tốt lắm. Tách nó ra. Ở trong chậu luôn. Làm 2-3 tiếng đồng hồ, giờ 11 giờ sáng giờ chưa ăn sáng. Đi lên trên cái viên ở trên kia mua đồ ăn, ở trên đó có siêu thị, chỗ cái nhóm nhà có siêu thị trên đó, đi mua cái gì ăn sáng. Đây có hai lò, hai tiệm bánh mì ở trên kia. Làm cái nhà, nhà che bớt nắng. Đây bạc hà, cây bí. Nắng quá trời nắng. Xu coi có bông chưa, không thấy bông gì hết. Vỏ ba bơ rồi. Đây có bông. Có bông xu. Biết kịp ăn tới tháng 10. Tháng 10 là lạnh tới.